Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Bảo Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng tay ngọc cẩm thạch phúc lộc. Em và tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng. Vòng tay ngọc cẩm thạch phúc lộc là món quà hợp phong thủy để dành tặng cho người thân thương, bạn bè vào các dịp đặc biệt. Ngọc cẩm thạch là viên đá tích tụ năng lượng qua hàng trăm triệu năm, đem đến nhiều cát khí và sự hưng thịnh đến cho gia chủ. Sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu trang phục, dù là đi làm hay đi chơi. Vòng tay ngọc cẩm thạch phúc lộc, giao hàng tận nơi. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.